Trước diễn biến đồng đô la Mỹ liên tục tăng giá và phía ngân hàng trung ương châu Âu thì lại tung gói QE nhằm làm giảm giá euro. Ngân hàng Goldman Sachs mới đây đã đưa ra dự báo chỉ trong vòng 6 tháng nữa thì đồng euro sẽ ngang giá với đô la Mỹ. Trong khi ECB bắt đầu rục rịch chương trình hỗ trợ nền kinh tế vào năm ngoái, đồng euro bắt đầu đà giảm giá. Trong những ngày gần đây, có thời điểm euro rớt xuống mức giá 1 euro đổi 1,05 đô la. Chuyên gia Robin Brook đến từ Goldman Sachs chỉ báo, trong 3 tháng tới, tỷ giá euro sẽ rớt xuống mức 1,02 đô la. Trong 6 tháng tới, tỷ giá euro đô la sẽ ngang bằng và euro sẽ rẻ hơn đô la chỉ trong vòng 1 năm nữa. Đây là mức tỷ giá euro thấp chưa từng thấy kể từ năm 2002 cho đến nay. Về sau, đến cuối năm 2016 và cuối năm 2017, mức tỷ giá mà Goldman Sachs dự báo lần lượt là 1 euro đổi 0,85 và 0,8 đô la. Như vậy, trong ngắn hạn, giá đồng euro sẽ giảm dần đến mức tỷ giá 0,8 đô la. Ông Robin Brooks cho rằng, với đà tăng giá của đồng đô la Mỹ và đà giảm của đồng euro, các dự báo về tỷ giá hai loại tiền tệ lớn nhất thế giới này sẽ còn có thể được điều chỉnh giảm. Dù thế nào đi nữa thì các nhà đầu tư cũng phải luôn sẵn sàng để bắt kịp biến động về tỷ giá. Hiện các nhà đầu tư đang lo ngại tác động của việc đồng đô la tăng giá sẽ ảnh hưởng lên tăng trưởng thu nhập của các doanh nghiệp niêm yết và thị trường chứng khoán.